Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinGroup bay tỷ đô, Vượng bay 1/3, Bộ Công an đi đòi tiền. Sau khi tin đồn thất thiệt, một cá nhân bị xử phạt 7,5 triệu đồng, tài sản của tỷ phú số 1 Việt Nam đã bốc hơi gần 300 triệu đô la. Vốn hóa thị trường của tập đoàn này cũng bay hàng chục nghìn tỷ đồng chỉ trong có một phiên. Tổng thiệt hại do tin đồn của VinGroup là lên trên 1 tỷ đô la, thiệt hại về danh dự, uy tín, doanh nghiệp vân vân chắc chắn chưa dừng lại ở đây. Vào ngày 11 tháng 7, thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo trước tin đồn liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinGroup, ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Trên khắp các diễn đàn chứng khoán, tin đồn về ông Vượng xuất hiện với tần suất dày đặc, tràn lan. Hậu quả, ngay khi mở cửa giao dịch phiên sáng, bộ ba cổ phiếu thuộc VinGroup gồm VLE của Vincom Retail của Vinhome và VIC của VinGroup lập tức lao dốc. Thị giá cổ phiếu này mất từ 3 đến 5% so với phiên trước, đặc biệt VIC có thời điểm nằm sát giá sàn. Chỉ tính riêng thời điểm đó, vốn hóa thị trường của ba cổ phiếu này mất hàng chục nghìn tỷ đồng. Đây là hình ảnh tin đồn cuốn bay tỷ đô. Đa giảm giá của cổ phiếu trên chỉ được hãm lại sau khi Bộ Công an nhanh chóng phát đi thông tin bác bỏ tên đồn thất thiệt. Mặc dù vậy, với tâm lý hoang mang, lo sợ bao trùm, VIC cũng chỉ đủ sức bật trở lại mức tham chiếu, còn VEE và VHM thì chìm trong sắc đỏ. Chỉ trong một phiên giao dịch, theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã giảm mất 300 triệu đô la, còn cá nhân tung tin đồn thì chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng. Đáng nói, ba cổ phiếu họ VinGroup này chiếm tỷ lệ lớn trong rổ Việt Nam 30, tức là 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, kéo chỉ số này giảm rất sâu. Bên cạnh đó, hàng loạt các cổ phiếu khác từ thép, ngân hàng, bất động sản cũng lao dốc theo. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11 tháng 7, chỉ số Việt Nam Index giảm hơn 16 điểm, tức là âm 1,3,7%. Vốn hóa thị trường bốc hơi hơn 85.000 tỷ đồng. Cho đến phiên giao dịch hôm qua 13 tháng 7, cổ phiếu VIC, VHM vẫn chìm trong sắc đỏ, trong khi VEE chỉ phục hồi tăng nhẹ 0,1%. Tin giả chèn tin thật gây thiệt hại không chỉ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, vốn trên thị trường chứng khoán đã mất hơn 1,15 triệu tỷ đồng, theo thống kê chính thức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đây là hình ảnh tin đồn làm đỏ rực sàn chứng khoán. Chứng khoán chính là hàn thử biểu của nền kinh tế, là nơi gọi vốn chung và dài hạn tốt nhất trên thị trường vốn. Tại các quốc gia phát triển, 70-80% nguồn vốn này được huy động từ các kênh cổ phiếu, trái phiếu. Trong khi tại Việt Nam thì ngược lại, nguồn vốn của nền kinh tế dựa vào vốn tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng. Bên cạnh tin đồn thất thiệt, thị trường chứng khoán vẫn luôn tồn tại một câu nói là 90% tin đồn là sự thật. Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân có máu mặt, ông đã chứng kiến đà lao dốc của FLC, cho nên dù doanh nghiệp mất tỷ đô, ông mất gần 300 triệu đô, đã mất nhiều như thế nhưng ông vẫn phải bấm bụng, móc hầu bao ra giải khắp Bộ Công an, Bộ Chính trị để ngăn chặn tin đồn. Theo đánh giá của một số người thì ông Vượng đã bung ra con số có thể đến hàng trăm triệu đô cho một bộ máy khổng lồ, vận hành thật nhanh và kịp thời, và điều đáng nói là khi cơ quan này đã ăn là không nhả. Phải nuôi họ trường kỳ, nếu không họ quay lại sẽ thịt doanh nghiệp. Cho nên ông Vượng phóng lao thì phải theo lao chứ không thể buông ra được. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng gánh bộ máy công an rất nặng nề. Có thể nói ông Vượng hiện nay bị vây tứ phía, áp lực chặn đà suy thoái công ty khó, giờ còn phải nuôi một bộ máy khổng lồ. Nếu lơ là cúp lương thì VinGroup sẽ có kết quả không ngay, may mắn ngay và luôn, giống như của FEC vậy. Chơi với Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ là đơn giản, bởi lòng tham của họ không ai có thể lấp đầy cho được. Nếu làm ăn lên thì không sao, chứ nếu làm ăn xuống dốc thì khó mà kham nổi. Tới lúc đó không biết hậu quả điều gì sẽ xảy ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng chĩa mũi dùi vào ông Chủ tịch, có chiến hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng luôn mượn tay Bộ Chính trị để dựng lò đốt củi thành tro. Trước khi đánh, ông phải triệu tập Bộ Chính trị ra quyết định, rồi ông căn cứ vào đó mà làm. Quyết định của Bộ Chính trị là ý muốn của ông. Chẳng hạn như khi nào đó có thế lực khác mạnh hơn muốn trả thù ông cũng rất khó, vì quyết định đó có sự nhất trí của cả Bộ Chính trị. Trong kỳ họp Bộ Chính trị mới đây, ông Tổng Trọng nhắc lại câu nói rằng không có vùng cấm, không trừ một ai, bất kể người đó giữ chức vụ gì. Một số cán bộ từ Ủy viên Bộ Chính trị đến Ủy viên Trung ương Đảng trong hai nhiệm kỳ vừa qua, khi có sai phạm nghiêm trọng, đều bị xử lý kỷ luật và cả xử lý hình sự. Có thể nói quy định số 07 QĐ của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và quy định số 102 QĐ của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm là bảo bối để hàng ngày ông Trọng dựa trên đó mà đánh. Đây là hình ảnh ông Tổng muốn làm căng lên. Tình trạng chạy chức chạy quyền kiểu mua quan bán chức. Tình trạng tạo điều kiện để vợ hoặc chồng, bố mẹ, con cái, dâu rể, anh em ruột của mình hoặc bên vợ chồng hoặc người khác thực hiện dự án, kinh doanh, ngành nghề thuộc lĩnh vực đơn vị do mình trực tiếp phụ trách, theo dõi, trái với quy định nhằm trục lợi là những hành vi tinh vi để tham nhũng, và ông Trọng cương quyết không bỏ qua. Những vụ án xét xử của ông Nguyễn Đức Chung, Tất Thành Cang hay trước đấy như ông Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thành hay Giang Kim Đạt vân vân. Và mới đây có Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long như là lời cảnh báo cho những ai muốn đối đầu với ông. Đà Nẵng là nơi hội tụ sân sau của ông Chủ tịch nước. Mới đây vụ án Việt Á bắt đầu lan đến Đà Nẵng. Tuy muộn nhưng tội chứng của CDC Đà Nẵng là khá nặng. Đấy chỉ là bước dạo đầu, đánh sạch quan chức cánh ông chủ tịch thì đâu thể chỉ nhằm vào ngành y mà còn nhằm vào rất nhiều ngành khác. Đây là hình ảnh soi được một đống củi tại Đà Nẵng. Theo kết quả thanh tra gần đây cho biết, tình trạng tham nhũng của thành phố Đà Nẵng tăng đột biến. Ngành chức năng phát hiện khởi tố mới 22 vụ với 20 bị can, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng tới 450% so với cùng kỳ năm 2019. Trong lĩnh vực tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Cùng với đó, ngành chức năng quyết định xử phạt hành chính 102 vụ, 98 cá nhân, 10 tổ chức phạt tiền trên 1,1 tỷ đồng, tạm giữ tịch thu tang vật trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Điển hình là các vụ như tham ô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần EB, công ty Interflow, tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng. Rồi là vụ vi phạm các quy định về quản lý nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty phát triển nhà Đà Nẵng gây thiệt hại ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Vụ án đưa và nhận hối lộ làm giả tài liệu cơ quan tổ chức xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Trần Thị Phương Dung, Tôn Thất Huy Minh, Đàm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu thực hiện. Xem ra chính trị ở thành phố lớn nhất miền Trung đang rất phức tạp. Thế lực này ngồi chưa ấm chỗ thì thế lực khác thay thế bằng đủ thứ chiêu trò. Nào là tham ô, nào là tình ái vân vân. Tất cả mọi khuyết điểm đều được đem ra đấu nhau cốt để giành lấy quyền lực. Đây là hình ảnh ông chủ tịch mất dần sự ảnh hưởng. Từ khi ông Nguyễn Bá Thanh mất, thế lực ông vốn vững như bàn thạch bỗng chốc đổ nhào nhanh chóng. Giờ thế lực thuộc hạ của Nguyễn Bá Thanh cũng không còn được ai, và thay vào đó là thế lực của ông chủ tịch nước. Thế lực này hiện nay cũng lung lay theo chiếc ghế của ông chủ tịch. Với chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực thì hứa hẹn Đà Nẵng lại một lần thay máu nhân sự. Có thể lần này là nguyên nhân đến từ Hà Nội, nơi mà có rất nhiều người không muốn sự có mặt của ông Phúc trong sự nghiệp chính trị tại đây nữa.